Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, quý đồng bào Phật tử. Chúng tôi xin thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu xin chân thành tri ân chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho ban trị sự, cho ban từ thiện và bổn tự đạo tràng Long Phước, cũng như thượng tọa Thích Chân Tịnh, phó ban từ thiện Báo Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ nhiều cây cầu, căn nhà tình thương ở tỉnh Bạc Liêu. Sư cô Diệu Phẩm đã ủng hộ nhà trẻ mồ côi, cũng như xây dựng cầu đường và nhà tình thương cho phân ban đặc trách ni giới Bạc Liêu. Sư cô Diệu Tường cũng đã ủng hộ nhiều phẩm vật cho công tác từ thiện xã hội. Cô Kim Lý, từ thiện xã hội thành phố Bạc Liêu. Cô gái Thượng Thành, thành phố Bạc Liêu. Và những vị nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã chung tay góp sức cho công tác từ thiện xã hội năm 2017 được nhiều thành tựu đáng kể. Cũng như trong những năm qua, công tác từ thiện xã hội của tỉnh trên 100 tỷ đồng và thành phố Bạc Liêu từ thiện xã hội trong năm 2017 trên 7 tỷ đồng. Và tại chùa Long Phước từ thiện xã hội trên 1 tỷ đồng. Đó là những cái thành tựu mà ban trị sự Phật giáo được sự ủng hộ của chư tôn đức, của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã làm nên cái sự kiện như thế. Thì Tết năm nay Mậu Tuất sắp đến, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu cũng tiếp tục vận động chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ cho chương trình mừng xuân, đón xuân của bà con gặp hoàn cảnh khó khăn, nghèo. Vì vậy, chúng tôi xin chân thành kêu gọi quý đồng bào Phật tử, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ cho ban trị sự hoàn thành nhiệm vụ mùa Tết năm nay. Cũng như sắp tới, chúng tôi sẽ làm từ thiện tại huyện Đông Hải, một căn nhà tình thương và 2 tấn gạo và một số quà gạo cho các huyện trong tỉnh, thành phố, thị xã ở tỉnh Bạc Liêu. Cuối lời xin chân thành cảm ơn chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, các nhà hảo tâm đã ủng hộ, chia sẻ, và rất mong quý vị tiếp tục ủng hộ, cũng như mùa xuân sắp tới sẽ được nhiều sức khỏe, thành tựu công đức và sự nghiệp của mình càng ngày càng phát triển. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.